vì sao anh chẳng nghe, vì sao anh chẳng tin lời em để nên đông vui này. Dù anh có tiếc nuối, dù anh có nhận lỗi, đường đời sẽ thứ. Dạ vâng, mình chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Loa Phương Nam Sài Gòn. Ở đây là có hai anh khách đến từ khu vực Long An đã lên tới Phương Nam Sài Gòn và bây giờ sẽ trải nghiệm qua chất âm của những dòng loa bên Phương Nam Sài Gòn nha mọi người. Thì hai anh có chia sẻ là ở khu vực Long An tới Phương Nam Sài Gòn cũng ghé qua nhiều cửa hàng đại lý âm thanh nhưng mà hai anh vẫn chưa ưng ý. Và hai anh đã tới Phương Nam Sài Gòn và bây giờ test qua một đoạn nhạc là hai anh đã chốt ngay và luôn rồi nha mọi người. Thì bây giờ là bên em sẽ test lại chất âm một lần nữa và để hai anh test karaoke và sau đó là sẽ bàn giao về cho anh luôn nha mọi người. Và hai anh đi xe tải lên luôn, thì lát nữa sẽ bỏ lên xe tải nhỏ để hai anh trở về. Còn cặp full thì bên em sẽ bàn giao sau cho anh nha mọi người. Thì hiện tại là đang hết full 30 mọi người, cho nên là tối bên em sẽ bàn giao qua cặp full 30 cho anh luôn, đầy đủ bộ luôn nha mọi người. Thì toàn bộ sản phẩm này sẽ có mức giá là 35.800 nha mọi người, còn màu thường thì sẽ có mức giá là 34.500. Rồi xin mời chị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe chất âm của dàn loa PN3450 Pro phát ra mà chưa ghép vào full nha mọi người. Rồi xin mời chị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe ạ. Hãy subscribe.
Liên hệ ngay hotline hoặc Zalo 0969 623 625 0862 623 625 để được tư vấn và đặt hàng. Tham khảo sản phẩm tại kênh YouTube Loa Phương Nam Sài Gòn. Quý khách hãy đăng ký kênh và cho một like để ủng hộ. Đừng quên bấm chuông theo dõi để luôn cập nhật nhiều video review sản phẩm mới nhất nhé. Xin trân trọng cảm ơn.